Tôi thì không thể nói là có một cái hình ảnh động lại, bởi vì tôi lúc bây giờ chỉ có 3 tuổi mà là sống ở một cái vùng mà nó cũng cách rất xa Hà Nội, đó là vùng Quảng Bình, Đồng Hới. Cho nên tất cả những cái ấn tượng của cái ngày đó vào cái thời kỳ mà tôi còn bé 3 tuổi đó thì đến nay là tôi không 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 có được. Nhưng mà khi mà tôi lớn lên ấy, khi mà chúng tôi bắt đầu đi học vào trường phổ thông, cho nên vào đại học, cho đến khi ra trường thì những cái ấn tượng của những ngày đó hết sức rất là sâu đậm trong tôi, và mỗi lần đó đều nhắc nhở mình cần phải có những cái nỗ lực cần thiết trong học tập, trong nghiên cứu để làm sao đó đóng góp cái phần làm cho cái đất nước này càng ngày càng hưng thịnh lên, đúng không? À, như là cái tuyên bố của Bác Hồ. Đúng là cái ngày tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 nó có rất nhiều ý nghĩa, mà một trong những cái ý nghĩa hết sức trọng đại mà không thể không nói đến trong cái tuyên ngôn đó cũng như trong cái ngày lễ đó chính là cái việc mà bảo vệ cái sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia, bảo vệ cho cái chủ quyền của đất nước để mà chống lại cái sự vi phạm của các cái nước khác. Thì với cái tinh thần đó đấy thì chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu kể từ năm 1945, như là cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm, rồi các kháng chiến chống Mỹ, rồi các cái cuộc chiến tranh biên giới do Trung Quốc gây ra ở biên giới phía Bắc, cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, và đặc biệt hiện nay là các cái vấn đề mà Trung Quốc đang triển khai những các hoạt động vi phạm một cách rất là trắng trợn cái các quyền và lợi ích của chúng ta trên biển, như chúng ta đã biết. Và hiện nay cái việc đó họ càng làm mạnh mẽ hơn nữa, họ tìm mọi cách để họ khống chiếm và tiến tới độc chiếm Biển Đông, và điều đó hoàn toàn nó vi phạm, nó chà đạp đến các cái quyền và lợi ích chúng ta của chúng ta, và đặt chúng ta trước một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Và chúng ta có lẽ là vì phát huy cái truyền thống của ngày độc lập, phát huy giá trị của bản tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ chúng ta đã tuyên bố trước thế giới, thì chúng ta cần phải làm mạnh hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và có hiệu quả hơn nữa trong cái công cuộc bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, kể cả trên đất liền và trên biển.